see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Hi, chào bạn và chào mừng bạn đến với lên kênh Liên Quân Mobile MOBA Việt. Và trong clip này mình sẽ chơi chiến thần vô địch lữ bố với cái bộ trang phục ở trong kho báu nha, một bộ trang phục bậc SS, đó là bộ trang phục tiệc bãi biển, duy nhất một trong ba bộ trang phục tiệc bãi biển bị nhốt ở trong kho báu, thật buồn quá đi mà. Nhưng mà chúng ta là vẫn sở hữu được cái bộ trang phục này với một viên đá quý. Thì nhiều bạn có điều kiện thì quay dễ dàng, nhiều bạn thì phải bán thận, nhiều bạn phải dành dụm tiền ăn sáng, vân vân và vân vân. Nhưng mà rất nhiều bạn đã sở hữu bộ trang phục này rồi. Ok, thì lữ bố ở trong phiên bản lễ hội mùa đông mà leo danh như thế nào, mình nghĩ là vẫn rất là mạnh nhá, bởi vì trong phiên bản này nó không thay đổi sức mạnh. Nhưng mà từ khi ở phiên bản đấu trường danh vọng, lữ bố đã thay đổi rồi, có khả năng là vượt rào trộm chó rồi. Thì vẫn rất là mạnh ở phiên bản là thời đại xạ thủ và phiên bản lễ hội mùa đông hiện tại. Ok, với cái phong cách lên đồ các game thủ chuyên nghiệp, mình vẫn sử dụng bảng bổ trợ là chứng trị nha. Vì với một bảng bổ trợ này, anh em có thể farm quái rừng rất là nhanh và đẩy lính cũng rất là nhanh. Đấy, ở đánh nữ bố thì anh em lượng vàng cũng rất là nhiều. Và đặc biệt khi đánh nữ bố là anh em phải hồ báo nhá. Hồ báo cáo trôn lên một chút xíu nha. Chứ đánh mờ nhát gan quá thì thực sự là con này nó mạnh từ đầu đến giữa game. Lên game thì nó cũng bình thường thôi. Lúc nào mạnh thì mình phải hồ báo lên để để team được nhờ. Ví dụ mình hồ báo thì nhiều khi là team được ăn mạng hoặc là mình ăn rất nhiều mạng đó. Và đặc biệt là lữ bố có khả năng ôm trụ vô cùng tốt. Ở trang bị lữ bố thì mình để bên dưới nhá, nhưng mà khi thôi. Còn bằng ngọc lữ bố thì mình sử dụng bằng ngọc chuẩn đấu sĩ, công vật lý và chuyên giáp anh em ơi. Với bằng ngọc này mình có bằng ngọc 90 điểm, mình có 29 công vật lý này, 100 điểm chuyên giáp cơ, 5% tỷ lệ chính mạng và 600 máu tối đa. Nói chung là bằng ngọc khá chuẩn cho các vị tướng đấu sĩ, các bạn có thể dùng hầu như tất cả các vị tướng đấu sĩ nhá. Ok, chạy. Ui, bây giờ cái phi thân kích nó lăn nhanh quá, mình không thể vô kịp. Rất may Yuka thì bạn phải lấy ra còn hẳn hai cái loại đòn bổng và một cái phi thân kích. Nếu không là mất một chiêu là chắc xác định lên bảng đánh số nha. Lữ bố thì thực ra thì mình đã chia sẻ với anh em khá nhiều lần rồi, nhưng mà một số bạn vẫn yêu cầu làm lữ bố, bởi vì cũng liên quân mà anh em ơi. Hàng ngày thì có khá nhiều bạn biết đến kênh Liên Quân Mobile Mobile Việt, và có khá nhiều bạn biết đến trò Liên Quân Mobile. Và đây là lữ tướng lữ bố, thì những vị tướng mà anh em lạ thẻ lần đầu tiên thì sẽ nhận được gần như là một vị tướng khá rẻ đó, trừ những bạn nào không lạ thẻ thôi. Còn những bạn từng làm thẻ của trò Liên Quân thì chắc chắn là sở hữu lữ bố rồi. Cái đánh lữ bố thì hết sức đơn giản đó, vào trong tranh anh em bật chiêu cuối lên, áp sát tướng địch, sau đó dùng chiêu 2 đó, dùng chiêu 2 xong chiêu 1 đánh thường, chiêu 1 đánh thường, một chiêu 1 đánh thường. Nghĩa là làm sao mà khi tướng địch thoát khỏi phạm vi công kích đánh thường của mình thì mình sẽ dùng cái chiêu thứ nhất để truy sát tướng địch, có chiêu 2 thì dùng để làm chậm tướng địch. Và chú ý là phải kết hợp đánh thường giữa xen kẽ các cái chiêu thức nha. Thì cái thứ nhất đó là đánh thường được hồi lại 1 giây hồi chiêu của chiêu thứ hai đó, và mình lại thường mắc chiêu thứ hai nên việc đánh thường hết sức quan trọng. Và đánh thường thì mình lại được hồi máu ở cái nội tại của chiêu cuối chứ. Đó, anh em chú ý nha, và tranh bật luôn chiêu cuối nha, đánh thế nó hồi báo rồi, hồi báo lên các chàng trai rồi đó, mình cũng lại phun máu luôn. Ô, chưa hồi xích thố. Wow. Ok, có xích thố rồi, lao vào. Rồi lại lao ra. Đó. Ba mạng quá thơm, một pha triple kill anh em ơi. Một pha mình đảo lên thì mang lại rất nhiều lợi thế cho team vào đấy anh em ơi. Đó. Yuka có thể đẩy xong được cái trụ. Không sao. Nhưng pha mình di chuyển khá hợp lý.
Đội hình trận này của team mình thì cũng khá mạnh, team bạn cũng khá chuẩn. Ở đội hình ngang cơ thôi. Còn việc thắng bại thì tại là khổ báo. Khổ báo băng trụ ở hầm đấy. Đánh chất tướng này anh em khổ báo lên nhá. Chứ thực ra anh em đánh nhát gan thì nó cũng được. Anh em chủ yếu là đẩy đường farm lính được, nhưng mà anh nó không đẹp mắt. Đấy, còn mình làm clip thì yêu cầu phải đẹp mắt. Đó, hổ báo lên. Chất tướng hổ báo thì phải hổ báo, chất tướng cần farm thì phải cần farm. Rồi. Diu, làm gì đấy bạn ơi, chiêu cuối đâu còn mất máu đâu. Ủa, đông quá. Đó là 1-2, 1 pha 2 cân 4. Rồi, té. Đồng đội đến thì bét máng đi chứ mình té thôi. Các bạn có thể thấy khả năng hổ báo của vị tướng này chưa? Đó. Tầm giữa game thì rất là hổ báo. Nói chung là từ khi có level 4 rồi là hổ báo được rồi. Anh em cố gắng đi lên top thì quản lý được cái con bùa lợi dây quỷ thì anh em sẽ hổ báo nhiều hơn. Đây này, Oma này. Ôi thôi, có vài đét đến rồi. Thôi té. Thôi xong mình rồi. Thôi hổ báo cáo trộn. Ui lại còn thủy thần nữa. Thôi. Trời ơi. Cái này hổ báo nhiều thì sấp mặt về sông quê anh em ơi. Đúng là sấp mặt ở bên dòng sông của quỷ quái. Ngu người. Nhưng không sao, thì hiện tại thì tèo nơi mình ra, mình lại xử lý em Vanet nha. Rồi, về đi Nagrod ơi. Tèo đến, tèo có mình rồi hổ báo. Luka tin bạn còn chưa đẩy được đường dưới cơ. Pha phòng thủ rất tốt của Dioma, nhưng mà Dioma chết rồi. Đợi mình. Laurel đang được bay nhưng mà Laurel gãy cánh rồi. Rồi bây giờ mình đến đây. Một em Violet, em Jill thì chạy rất là nhanh rồi. Ăn ông rồng mà đi Nagrod ơi. À thôi bạn ấy đẩy đường, mình có thể solo ok. Rồi có hai Nagrod đã tiêu được Jill rồi. Và đấy Jill nó mất chiêu cuối rồi nên bị là Nagrod bắt rất là dễ. Luka đẩy một đường, mình phải cố gắng đẩy một đường để hòa chứ thực ra nếu đánh những bố anh em mà không đẩy đường thì nó rất là thiệt thòi. Sở trường đẩy đường mà không phát huy thì cái gì sở trường mà phải hát huy anh em, chứ không phát huy thì nó mất sở trường thì nó quá đáng tiếc. Rồi mình xin con bồ đỏ thôi. Thực sự trận này team bạn có đội hình bảo kê khá tốt từ thủy quái và Oma. Và trận này team mình cũng đánh rất là tốt. Thành ra là team bạn Violet không được thi đấu mấy kìa. Bình tĩnh nào, chuẩn bị nào. Bây giờ team bạn còn tuần tanh thôi, mình sẽ phá trụ. Ok, Violet đây rồi. Violet con mồi của mình đây rồi. Ui, thủy thần cho chơi. Thôi, đẩy rồi. Rồi. Hai mạng lên bảng đến số rồi. Nagrod thì đi đâu vậy? Trời ơi, một pha con à. 4-5. Đó, nhưng mà hầu như này là mình và Laurel và Ryoma ôm hết sát thương. Thành ra là 2-3, một pha quá tốn. Đó, phong cách thi đấu hổ báo thì nhiều khi là nó sấp mặt liên tục anh em ơi. Rồi Nagrod. Không hiểu luôn, một pha chết khá là nhảm nhí. Ok, con nhìn nhện đã thuộc về mình. Quá thơm.
Chú ý anh em đánh lữ bố phải cố gắng kiểm soát được con rơi quỷ đấy nhá. Nó hết sức là quan trọng. Và các bạn đánh liên quân thì chú ý nhá, team nào đẩy đường tốt hơn thì viên team đấy sẽ kiểm soát lên tốt hơn. Bởi vì khi đẩy đường thì anh em sẽ có lợi thế về tầm nhìn. Đó, và anh em di chuyển ăn các lợi bùa lợi thế ra rất là dễ dàng. Nếu team bạn thì nếu mà bị mất trụ thì di chuyển thì hết sức là cẩn thận. Thành ra nhiều pha mất trụ thì di chuyển sẽ nhát gan hơn rất nhiều. Chính vì team bạn nhát gan hơn thì mình sẽ có nhiều lợi thế để ăn các con bùa, ăn quái rừng. Và ăn được nhiều quái rừng thì mình sẽ giãn cách được lượng vàng. Lượng chênh lệch đồ thì giao tranh mình sẽ có lợi hơn rất nhiều. Đợi tí mình nào, đợi lượng bố nào. Ôi trời ơi, thôi. Một mình nào đi ao mà cấu được nhiều máu thế kia thì team bạn lấy gì mà thi đấu nữa đây. Ok, Rioma mà lượng bố ở lại có lót đến biết máng thì... Đúng là bắt sai đối tượng rồi anh em ơi. Có thể thấy là lao leo đánh rất tốt. Ok, team bạn đã đầu hàng rất là sớm. Như vậy là video clip mình giới thiệu này anh em lực bố chiến thần vô địch với bộ trang phục tiếng bãi biển đến hết. Xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày thật vui vẻ nhé. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.